Bác thì bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Kim Ngân, hiện thì bác đang phụ trách cái phòng khám đa khoa Phương Nam về chuyên môn. Thứ hai nữa là cái chuyên sâu bác là sản phụ khoa. Thì phải hiểu sản phụ bệnh phụ khoa là gì. Trước hết là phải hiểu bệnh phụ khoa. Đó, phụ khoa thì nó mình phải hiểu thứ nhất đầu tiên là nó ảnh hưởng lây qua đường tình dục. Cái thứ hai là nó sẽ gây tổn thương, nó có hai dạng, một là tổn thương tại chỗ, hai là có ảnh hưởng kể cả hai khoai. Rồi cái phụ khoa người ta cũng sẽ phân ra làm hai loại, tức là những bệnh phụ khoa thông thường và bệnh phụ khoa nguy hiểm. Thì bệnh phụ khoa thông thường á, thì mình có thể là khám và điều trị nhanh hơn. Còn những cái ảnh hưởng về lâu dài thì mình phải điều trị theo pháp đồ. Phụ khoa thông thường là gồm những gì? Thí dụ như viêm âm đạo, nhiễm khuẩn âm đạo hoặc nấm âm đạo do những con Trichomonas hoặc do là thiếu cái nội tiết, cái viêm. Thì đó là những cái phần. Cái nữa là nó cái nguy hiểm hơn, bắt đầu nó lây nhiễm rộng hơn, thì viêm cổ tử cung, rồi viêm tử cung, rồi viêm ống dẫn trứng, rồi áp xe, hoặc là viêm dục tiểu khung. Đó là những cái bệnh nó còn càng ngày nó càng nguy hiểm hơn nếu mình không điều trị kịp thời. Trong quá trình điều trị phụ khoa thì mình phải phân loại ra được và mình khám điều trị cho bệnh nhân kịp thời. Theo bác thì phụ nữ Việt Nam thường là người ta hạn chế cái đi khám phụ khoa là gì? Người ta ngại. Thứ nhất là cái người phụ nữ người ta rất ngại. Cái thứ hai nữa là cái bệnh phụ khoa nó không có mang tính gầm gộ giống như những cái bệnh nhiễm trùng khác, tức là nó âm ỉ. Cho nên đôi lúc người ta thấy nó không có triệu chứng gì, thường chỉ có một cái khí hư nhiều quá người ta mới đi khám thôi. Hoặc là âm đạo nó bị ngứa, bị nấm, nhiều vấn đề khác thì khi có triệu chứng thì họ mới đi khám. Chính vì họ đi khám trễ cho nên là cái khi mà đến mình là cái bệnh nó sẽ nặng hơn so với khi người ta đi khám định kỳ. Định kỳ thì người ta trong quá trình đó có thể mình khám, mình phát hiện sớm, mình điều trị kịp thời thì nó không tái phát nữa. Hoặc là nó tái phát cũng cái thời gian nó sẽ chậm hơn. Còn mình để nặng nó gây viêm cổ tử cung thì phải điều trị cái phần viêm cổ tử cung. Hoặc là đôi lúc nó viêm nội mạc tử cung phải điều trị theo phương pháp viêm nội mạc tử cung. Hoặc là nó viêm tắc vòi trứng, nó gây biến chứng, gây hiện tượng vô sinh chẳng hạn. Nói chung là nhiều nhiều vấn đề khi người ta đến muộn với mình. Hoặc là hiện nay thì cái phương pháp mà điều trị để mà phát hiện sớm cho bệnh nhân á, thứ nhất hiện nay người ta tầm soát được cái bệnh ung thư giai đoạn sớm. Nhưng mà bệnh nhân nếu mà không đi khám sớm, đến cái giai đoạn cuối mà có biểu hiện triệu chứng thì cái người ta sẽ gì? Sẽ điều trị chậm hơn thì cái tỷ lệ tử vong nó cao hơn. Cho nên là hiện nay mình tư vấn tuyên truyền khi họ đến khám phụ khoa thì mình sẽ hướng dẫn cho người ta nên đi khám phụ khoa định kỳ 3 tháng, 6 tháng một lần để mà phát hiện hoặc thấy dấu hiệu gì bất thường thì phải đi khám. Đó là những cái mà mình hướng dẫn người ta cụ thể vấn đề để người ta hiểu được cái tầm quan trọng của việc khám phụ khoa định kỳ là như thế nào. Phòng tránh thì nó có nhiều biện pháp để phòng tránh. Thứ nhất là cái phần mà mình phải hiểu được và hướng dẫn cho bệnh nhân. Thứ nhất là khám sức khỏe định kỳ kèm theo khám phụ khoa. Mà khám phụ khoa, sản phụ khoa đây khám cả hai giới chứ không phải một giới. Thí dụ người vợ bị bệnh thì đương nhiên là ông chồng phải đi khám kiểm tra luôn, thì phải điều trị cả hai thì nó mới khỏi. Chứ còn nếu điều trị cho bà vợ không, ông chồng về lây lại cho bà vợ thì cũng không được. Đó là những cái mà điều trị cả hai khi viêm nhiễm đường sinh dục. Còn lại thì một số cái bệnh thí dụ như có liên quan đến thai kỳ chẳng hạn, thí dụ giang mai nè, HIV nè, tất cả những cái đó mình phải hướng dẫn những cặp vợ chồng khám tiền hôn nhân hoặc là hôn nhân, sau hôn nhân muốn sanh thì phải đi kiểm tra tất cả những cái vấn đề có liên quan về thai kỳ, bệnh lý truyền từ mẹ sang con chẳng hạn, lây truyền qua đường tình dục chẳng hạn, ảnh hưởng đến thai kỳ là bắt buộc phải kiểm tra trước khi sinh. Thì đó là mới mang cái tính chất là mình khám sức khỏe định kỳ. Thì cái Docosan á thì bác thấy cũng có nhiều cái lợi cho cái người bệnh và những người ta cần đi khám bệnh. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là người ta sẽ tìm hiểu được cái người mà cái nhu cầu bác sĩ mà người ta muốn khám. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ biết được cái địa chỉ nơi mà người ta muốn khám.
người ta đi cho nó dễ dàng. Và cái nữa người ta sẽ không gặp cái tình trạng mà những người vụ lợi sẽ đưa người ta đi lung tung mà không có đúng vào cái chỗ khám. Đó là cũng cái lợi thứ hai. Cái lợi thứ ba nó giúp cho mọi người tìm hiểu được từng bác sĩ mà người ta muốn gặp để người ta tư vấn, hoặc là người ta tư vấn qua mạng chẳng hạn, thì nó là cũng một cái lợi thứ ba cũng cho bệnh nhân.